Sao bạn Nhật xin chào các bác. Cũng lâu lâu rồi, từ Tết hôm nay mới về được một ít cái dòng hút bụi giá bình dân trong những cái mẫu mà bán chạy nhất tại shop. Thì thực ra máy rẻ hay máy đắt tiền các bác nhá, cũng đều hút, cũng không có sự chênh lệch với nhau đâu. Cho nên là các bác nào kinh tế vừa phải thì em khuyên thật cứ nên làm những cái con bình dân như này, dùng thoải mái luôn, nhà cũng đang dùng hút rất là khỏe, sạch. Gầm giường, gầm ghế, mọi ngóc ngách hút sạch hết, sạch bóng như lau luôn ạ. Đấy, một con máy pin khá là tốt. Cái dòng này pin chạy lúc nào cũng trên 1 tiếng luôn. Nhập về thì bên em cũng đã thay pin, mọi thứ hoạt động ngon lành. Đi kèm thay chổi, các thứ các kiểu. Một con đã làm hình thức đẹp, trắng tinh tươm rồi các bác nhé. Đây là cái hốc rác của nó này. Đấy. Khi em hút vào thì rác đầy vào đây thì các bác đổ đi thôi, rất đơn giản. Đấy. Con em để mã số 1 này, máy có tính năng rất đơn giản thôi, bấm nút này là các bác chạy nhá. Đấy, có quay sách này, sách đi này. Đây, phần dưới hàng đã thay chổi mới này các bác này, hai con lăn này, hai bánh xe di chuyển. Đây là cái hàng của hãng iRobot Roomba của Mỹ các bác nhé. Nó sản xuất để xuất cho thị trường Nhật nội địa, cho nên là nó thêm một cái cổng sạc phụ ở đây. Đây ạ, cổng sạc phụ ở đây, tức là cổng sạc này thì ở đây thì nó tiện luôn, em nói luôn là con này sản xuất năm 2013 này. Đấy. Thì các bác dùng ngoài dùng cái đốc này ra, các bác rút cái này, rút cái dây này ra này, các bác cắm thẳng trực tiếp vào đây, các bác nạp được luôn. Đấy, các bác nào thích đơn giản, ví dụ như là mình thích bê đi phòng nọ phòng kia, mình nạp thì mình rút này mình cắm luôn cho nhanh, đỡ phải đốc trước gì cả. Còn cái đốc này thì nó có cái nhiệm vụ là thỉnh thoảng là khi các bác dùng ấy thì nó hết pin nó sẽ quay về nạp. Đấy, nhưng mà không phải lúc nào 100% nó cũng quay về nạp theo như là con bốn nhà sản xuất đâu nhá. Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố đó các bác. Nào là lúc pin nó còn bao nhiêu, rồi là ở xa hay ở gần. Đấy, một con máy hút rất là sạch, hút và quét không có lau đâu ạ. Nhiều bác hỏi lau nhưng mà nói thật là không nên mua lau, lau thì nó không sạch được đâu. Đây, con này em test thử cho các bác này, tính năng này. Ấn vào cái nút đốc này nhá, nó tự động về nó sạc này. Này các bác ấn nút đốc này. Đấy, nó tự động về đốc sạc để sạc. Đấy. 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 Một con máy rất là bình dân nhưng mà chạy rất là hay luôn. Đấy, con này em bán là 2,9 triệu nhá, giá chưa phí vận chuyển, bảo hành cho các bác 3 tháng. Test thoải mái luôn. Dòng này thì cực lành, bền, linh kiện sẵn rẻ, chổi quét rồi là pin biết. Em về thay mới hết rồi, các bác yên tâm mà dùng. Chổi với pin cũng rất rẻ thôi, pin chỉ có mấy trăm nghìn thôi, chổi thì chỉ có mấy chục. Đấy. Con này thì đặc biệt là các bác cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Cái củ sạc này còn là củ sạc zin đi theo máy. Điện áp của nó ghi ở đây là 100V, nhưng mà các bác hoàn toàn có thể là cắm từ 100 đến 220V nhé. Vì đây nó sản xuất cho thị trường Nhật cho nên là nó cũng chỉ ghi 100 thôi, chứ nó không ghi đến 220V. Nhưng mà thực tế đang cắm điện 220 thoải mái luôn ạ. Để cho nó chạy một tí nữa các bác nhé. Chạy rất là ngon, hút khỏe. Một con Oxin chả cần phải nuôi nó gì cả, cứ cắm vào là chạy thôi, hút sạch đẹp long lanh luôn. Đấy. Đấy. Cái nút spot này các bác này là nó chạy vòng tròn nhé, chỉ chạy hút ở một điểm thôi. Đây cho test hút ở một điểm cho nó đỡ đi lung tung các bác. Đấy. Nó phải chạy đây vì em test ở khu vực này cho nên là đấy cho nó hút chạy ở một điểm là như vậy. Chạy rất ngon, hút khỏe, giá 2,9 triệu thôi ạ. Các bác nào có nhu cầu sắm Oxin cho gia đình thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.